siêu thị điện máy Pico xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm vừa mới được ra mắt trên thị trường. Đó là chiếc laptop đến từ Dell mang tên Vostro V5581. Một chiếc laptop mạnh mẽ, gọn gàng, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của bạn, dù bạn có là người khó tính nhất. Bây giờ hãy cùng mình nhìn qua một vòng những tính năng thú vị của chiếc laptop này nhé các bạn. Điều đầu tiên mà mình muốn nhắc đến khi nói đến chiếc laptop này đó chính là thiết kế. Laptop Dell Vostro V5581 được thiết kế tinh tế với các góc cạnh bo tròn cho cảm giác gọn nhẹ, chắc chắn. Bề mặt nhẵn chống bụi bẩn tốt, dễ dàng vệ sinh, trong lưỡi nhẹ nhàng, dễ dàng mang theo bất cứ nơi đâu. Cùng với đó, thì chiếc laptop Dell Vostro này sở hữu màn hình 15,6 inch với độ phân giải 1920x1080 pixel cùng công nghệ Full HD và chống lóa, đem tới những hình ảnh sống động, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí của bạn. Về phần cấu hình, thì chiếc laptop này được trang bị vi xử lý Intel Core i5-8265U, xung nhịp 1.6 GHz up to 3.9 GHz, 6MB Smart Key, RAM DDR4 4GB, ổ cứng HDD 1TB, các đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics 620, có thể đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng giải trí, học tập hay làm việc. Và không hề phụ lòng người hâm mộ, Dell đã trang bị cho chiếc laptop này một bàn phím có độ nảy tốt, giúp nhập liệu nhanh, hạn chế sai sót không gây mỏi, thốc bát rộng, độ nhắm tốt, hỗ trợ cảm ứng đa điểm nhạy sắc, giúp bạn dễ dàng sử dụng. Về phần các cổng kết nối, thì chiếc laptop Dell Vostro V5581 có đầy đủ các kết nối thông dụng như Bluetooth, USB 3.0, HDMI và khe cắm thẻ nhớ SD, giúp kết nối máy với các thiết bị ngoại vi một cách dễ dàng và nhanh chóng. Và cuối cùng, một phần mà mình đặc biệt quan tâm khi muốn chọn một laptop đó chính là pin. Về vấn đề này thì các bạn không cần phải lo lắng. Máy có công nghệ tiết kiệm điện năng được tích hợp sẵn trên vi xử lý của Intel, giúp máy hoạt động êm ái, mát mẻ và tiêu tốn ít năng lượng hơn. Như đó, viên pin 3 cell có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thường ngày của bạn. Vậy là vừa rồi, mình đã giới thiệu cho các bạn một chiếc laptop tuyệt vời đến từ Dell mang tên Vostro V5581. Một chiếc laptop vô cùng tuyệt vời và phù hợp với mọi người dùng. Hiện sản phẩm đã được bày bán tại chuỗi siêu thị điện máy Pico. Các bạn có thể ghé qua để trải nghiệm cũng như được tư vấn tốt hơn. Nếu những thông tin vừa rồi hữu ích, hãy like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.